Kênh Bonsai Cần Thơ chào cô chú và anh chị. Hôm nay kênh đến bãi kiển chỗ anh Tám ở sân vận động nha quý vị, để giao lưu những cây mai cho Tết nha quý vị. Giáo Gin. Cụ thể chúng ta sẽ gặp chủ cái dừa kiển, dừa mai ha. Rồi chào anh Tám ơi. Rồi chào anh Hòa. Chào bà con bên cả nước. Vừa qua ủng hộ em. Hôm nay em có về mười mấy cây mai giả Hữu Đức Gin thành hột. Dạ. Mong bà con tiếp tục ủng hộ. Rồi. Rồi, chơi Tết được ha anh? Chơi Tết luôn ha, giả là giả ghim, giả hộp ha. Rồi. Cây này đầu tiên là vô cây số 1 ha. Số 1 bà con ơi. Một cây số 1. Là bên em là vô cây số 1 em giới thiệu luôn ha. Một cây em tặng bà con hai chai kích ghẻ ha. Thuốc này để về dưỡng lá ha. Mỗi một chai mình chia ra làm hai lần. Một rồi. Lần một thùng bê nữa. Rồi. Về tứ vô bà tứ 4 lần ok ha. Rồi chơi Tết luôn ha con. Vậy là hôm nay có khuyến mãi ha? Khuyến mãi luôn, tặng để bà con tứ ghẻ giữ lá rồi lại Tết chơi không gụm lá ha. Rồi, xe nhẹ nhẹ vòng lên thôi, xe luôn. Vậy là có tàn khá lớn để chơi Tết nha bà con. Rồi cũng rất cảm ơn bà con ủng hộ giờ clip rồi cũng lên được mười mấy cây mà hết ha. Rồi. Còn có 3 cây ha. Mong bà con ủng hộ tiếp ha. Rồi hôm nay cây này có đặc điểm xù gì đó anh cứ nói ha. Hàng số 1 là cây xù ha bà con. Xù. Xù chảy ha, xù hết 90% ha. Tàn kính luôn nha bà con. Kính luôn nè nó. Tàn lớn ha. Đặc biệt về đợt này hoành lớn ha con. Rồi. Này hoành lớn khá lớn luôn á. Rồi cho thông số luôn ơi. Hoành là 43 ha. Rồi 43. Chiều cao là 112. 112. Rồi độ rộng ngang là 1 thước 6 ha. Rồi. Đó cây số 1 xù em giao lưu là 5.900.000 ha. Rồi phí ship miễn anh. Bao ship luôn ha bà con. Rồi ok vậy là phụ đổi. Bao ship rồi quá ha. Rồi phụ đổi luôn. Cây số 1 là xù ha bà con. Rồi cây số mấy đây anh Tám ơi? Này cây số 2 á. Em này là loại mai gì anh? Mai giả Hữu Đức trồng hột ghim luôn ha bà con. Rồi. Cái này là loại này là mười mấy năm ha bà con. Rồi ghi là mười mấy mùa rồi. Thủ Đức ghim luôn. Đó, cây số 1 này một cây tầng dù quá trời dữ luôn. Rồi. Quyết ha bà con. Dù như cây thông luôn nha bà con. Có cụ đế quá trời ha bà con. Rồi xin nhẹ vòng tay anh ơi. Rồi xây luôn, hơi nghiêng ha bà con. Cây bầu bự quá em để đứng vẫn không đứng hung ha bà con. Toàn vì mình trồng lên ok liền ha. Tại vì bầu quá cho bự, bứng bầu bự để giữ lá bộ lá luôn ha bà con cho Tết ha. Lớn quá lớn. Đó bộ đế là giữ luôn ha bà con. Nè đế nó bài ra nè. Đóng đều hết nè bốn mặt ha bà con. Nó chưa môi mà nó gì nè. Không dám môi á ha. Rồi lắc nhẹ nhẹ. Không môi luôn á. Này mới lên xù á bà con. Mới lên hơi hơi rồi ha. Không ấy, em không kể nhưng mà em báo rồi bà con ha. Rồi nhẹ tay anh ơi, nhẹ tay luôn. Cô đế giữ luôn. Rồi dảo ghim nha bà con. Dảo ghim hột luôn ha. Luôn. Mười mấy mùa ha. Có những cọng ghẻ to to nha bà con. Cọng ghẻ quá trời luôn. Ghẻ bài luôn, không dám móc á. Toàn lớn luôn ha. Toàn lớn, đế đẹp. Một cốt nữa ha bà con. Đó thằng ấy ha. Đó. Kính tàn luôn bà con ơi. Mua về kịp chơi Tết luôn ha. Cái này mới vợ chồng á, bên vợ bên chồng ha. Rồi. Đó, thu thê. Một cây thu thê một cây lên ok ha. Rồi, gì vậy anh cho thông số cây số 2 anh ơi. Số 2. Nè vô chậu và tưới nước theo cái cách hướng dẫn của em là Tết chơi ha bà con. Hoành 38. Rồi, 38 bà con ơi. Cao khoảng thước gửi ha. Rồi ngang khoảng 2 mét à. Rồi ngang 2 mét luôn. Rồi cái cây số 2 em giao lưu giá là 6 triệu ha. 6 bao triệu. Xếp luôn ha bà con. Rồi phí ship miễn giá cũng hữu nghị luôn á. Hoành là ba mấy 40 rồi bán 6 triệu cây mai đế có ha bà con. Rồi Hữu Đức ha. 9-12 cánh ha bà con. Rồi. Rồi mỗi cây em trồng em tặng hai chai ha bà con. Rồi ok tặng luôn bà con ơi. Rồi ok. Rồi.
Rồi cây số mấy đây anh Tóm ơi? Cái này cây số 3 tiếp theo bà con. Số 3. Dảo zin. Dảo zin, dảo hộp ha. Toàn khá lớn cho Tóm bà lớn, hoành lớn ha bà con. Nói chung là toàn dù hoành luôn. Hoành từ ba mấy 40 thôi bà con. Khá cái dù quá trời luôn à, mới bứng luôn à bà con. Chơi Tết luôn á. Này lá rồi về mà hỏi lặt ha, 2 tháng nữa mình lặt. Đúng 2 tháng nữa là ok à bà con. Vậy là hàng chuẩn Tết luôn anh. Chuẩn Tết luôn à. Hàng này nó đang lên nút ha, mới lên về vừa chơi ha. Còn nút lên bự bự quá rồi sợ nó trước ha. Còn hôm nay nó nhận giờ nó mới vô nút à. Từ rồi, từ là nhẹ đen okay quá luôn. Trời cái tàn kính luôn nha bà con. Kính có nút ha. Toàn kính hết. Sao? Rồi ok quá trời đã bà con ơi. Không, đang nổ nổ mình không có báo nhưng nó đang nổ xù thôi. Em cái lô nó ấy hết là mình không rồi, báo. Rồi ok vậy cho thông số đi anh ơi. Cây số 3 bà con số ơi. Số 3. Toàn đều lớn. Bự hoành lớn luôn. Cây hoành 33 ha bà con. Rồi 33. Quá trời. Vì đặt toàn kính toàn luôn. Cao 1m7 ha. Rồi, rộng. Ngang đó 2m2 ha. Rồi. Quá trời rộng mà. 2. Đoạn này rộng dữ lắm luôn á. Xin nhẹ dòng lên ơi. Mã số 3. Rồi cho giá em luôn, số 3. Rồi, số 3 em giao lưu giá là 6.200.000 ha. Rồi, hàng lớn mà con. 200.000 hàng lớn luôn bà con ơi. Quá trời luôn à. Rồi phí ship miễn anh. Bao phí còn quá ha. Rồi đổi luôn mấy anh ơi. Rồi cây số mấy đây anh Tóm ơi? Rồi cây số 4. Rồi cây số 4 là một cây whip ha bà con. Xù rồi. Ha xù chăm chăm ha bà con. Rồi xù whip luôn nha bà con số ơi. Số 4. Mai hữu đức mai giảo hột ghiên ha bà con. Rồi giảo hột ghiên luôn toàn khá lớn luôn. Lớn luôn mà xù ha xù chăm chăm ha bà con. Rồi cho đi vài vòng nhẹ nhẹ tay đi anh ơi. Này, xù chảy có, xù cốm có ha bà con. Toàn kính nha bà con. Nhưng củ xù luôn từ khúc này dài xuống luôn ha bà con. Chung toàn kính quá hả? Trời luôn, tàn cũng ok ha bà con. Chi cành nó đóng đều hết ha. Thôi là anh Tám là xù nhiều lắm nha bà con. Đó nè. Toàn thân luôn à. Thủ đức mà xù là quý nè bà con. Đức canh bông mà 92 cánh ha bà con. Đặc biệt là chơi Tết bà con ơi. Chơi Tết ngay luôn đó. Mấy cây này về ngay Tết lên chơi luôn, bao hàng luôn bà con. Về mình tứ thuốc em tặng mà một chai, hai chai là 4 lần là ngay Tết luôn. 2 tháng nữa lật lá luôn. 2 tháng lật lá luôn. Rồi cây số 4 cho cây thông số. Cây số 4. Cây số 4. Số 4. Khó cái này thấp hoành là 44 bà con. Rồi 44 bà con ơi. Chiều cao, chiều cao 1m3 ha. Rồi ngang là 1m8 đi. Rồi rộng, rộng 1m8. Rồi cái bầu nó em bứng ở đây bự lắm nè. Bầu này bà ngang nó dữ lắm ha bà con. Cái này bà ngang bầu nó là 67 nha. Rồi 67 luôn. Rồi cái cây số 4 xù em giao lưu bà con là 7.900.000 ha. Rồi 7 này triệu xù ha bà con, xù chăm chăm mới dưới giá vậy ha. Rồi đó, hữu đức nha bà con. Rồi ok phí ship miễn anh. Phí ship em bao phí ông quá ha. Rồi vậy là đổi luôn mấy anh ơi. Rồi 7.900.000 ha bà con. Rồi đổi luôn. Đổi thôi chẳng ư. Rồi cây số mấy đây anh Tóm ơi? Số 5. Cây số 5. Một số 5 mà một cây dù ha. Rồi cái này cây dù sao nó y hệt nha bà con. Đó một cây dù sao nó y hệt chạy ha bà con. Rồi nhẹ nhẹ tay đi anh ơi. Trời luôn một cốt luôn ha bà con, quá trời dữ luôn à. Rồi nhẹ tay luôn, nói chung nhẹ là tay cây luôn. Dù sao nó vậy á, điều tay luôn, điều tay luôn. Cây dù sao nó y hệt chạy ha bà con, quan trọng là mình chơi Tết được nha bà con. Chơi Tết luôn á ha. Đây kính tàn hết đây, xương quá trời dàn xương đây, dày kính luôn. Quá trời dày đặc hết bà con ơi. Này mới xù nách có gai gai hết hả bà con. Đó. Đây. Này lên xù cái nách hết rồi. Đó. Có gai quá gai trời, gai dày, dày kính tàn hết trơn. Nguyên lớp này xù à. Xù rồi điều tay đi anh ơi. Tiếp tục đi, tiếp tục đi. Để coi cái xù, nước xù nó xù chảy nè, nó đang đổ luôn. Hữu đức mà xù quý đó ha bà con. Quá trời dữ hả bà con. Rồi thông số của em này luôn anh ơi. Số 5. Số 5.
Hoành là 29. Rồi, chỗ đó là 29 bà con ơi. Chiều cao. Cao nó mét gửi ha. Rồi. Ngang nó 2m2 ha. Rồi, 2m1 đi. Ừ. Từ heo. Xây luôn. Rồi, mã số 5 em giao lưu giá là 5.900.000 ha. Rồi, ok. Bao xếp tròn quá ha bà con. Cảm ơn anh nhiều luôn. Ừ, rồi, tặng đổi. Hai cái thuốc ha bà con. Rồi, tặng thuốc luôn nha bà con. Rồi, đổi luôn. Rồi, tiếp theo mấy anh ơi. Ok các bạn ơi. Trời dữ số mấy đây anh ơi? Số mấy đây? Số 6. Rồi, số 6 bà con ơi. Số 6. Số Rồi điều tay luôn đi tắm rồi. Số 6. Lội whip không à? Whip không à. Nóng rồi, quá trời whip ha bà con. Mười mấy năm ha, mấy mai mười mấy năm ha bà con. Quá trời bà con ơi. Dữ dằn luôn à. Số 6. Số 6. Hàng này hàng dữ ha bà con. Quá trời. Đặc biệt là chơi Tết được luôn anh. Chơi Tết chăm chăm luôn á, bao hàng luôn á. Chơi Tết luôn. Này em bứng. Riêng luôn á. Chơi Tết luôn á. Em bứng bầu lớn mà em tứ thuốc dưỡng rồi lá ok. Đây, quá trời nè bà con. Dữ lắm ha. Tàn này dữ luôn á. Rồi nhẹ nhẹ tay đi anh, nhẹ nhẹ tay đi. Tàn kính nha bà con. Kính. Kính tàn. Lô này nó đang nổ xù chảy chân. Này thấy không? Nổ thôi là mình báo vậy thôi nha bà con nó ơi, xù đặc biệt. Nó xù nhưng mà mình không có báo xù ha. Rồi. Nó đang nổ thôi mình không có báo. Nổ thấy rõ luôn á. Cây nào xù nó xù nhưng mà nó đang nổ mình không có báo nọ là xù. Rồi vậy là cho thông số của em này luôn anh ơi. Hoành là 35. Rồi 35. Chiều cao là 1m8. Rồi 1m8 chiều cao. Đánh ngang là 2m2. Rồi. Rồi cây này thoát thân như. Thoát thân nó cũng thấp rồi ha. Thân nó khoảng hai mấy à, 25 à. Rồi 25 thoát thân. Rồi cây số 6 em giao lưu giá là 6.900.000. Rồi 6.900.000. Cây này lớn, thằng lớn ha bà con. Rồi, chơi Tết luôn. Em à, ừ đấy nói ừ cây sao giá cao à. Rồi, này quanh lớn lớn nha bà con. Rồi, rồi, ok đổi cây mấy anh ơi, đổi cây luôn. Rồi, số mấy anh ơi? Số 7 à. Số 7. Rồi, loại mai zin Thủ Đức nha bà con. Dạo zin. Dạo zin luôn ha. Dạo hộp ha. Nguyên cũ à, cò xù đây đây, nguyên cũ à bà con. Nguyên cũ luôn, xù đây luôn, xù đẹp ha. Cũ nó xù chậm chậm luôn á. Rồi nhẹ tay đi anh, nhẹ tay đi. Nhìn thấy rõ ràng này là xù á. Nào xù em báo phải không? Đó, lúc nhẹ tay đi. Xù hết ha. Rồi điều tay luôn anh ơi, điều tay luôn. Cũ xù. Tàn kính hết nha bà con. Trơn luôn. Này xếp không cũng chịu ngoài. Tiền ship bây giờ khá nặng ha. Nặng lắm. Rồi ok, đóng cho thông kiện, số này. Xếp đàng hoàng nữa. Này em đóng ok lắm ha. Thông số luôn bà con ơi. Hoành là 39. Rồi. Chơi Tết được luôn nha bà con. Cao là 1m4. Rồi. Ngang 1m5. Ok. Rồi mã số 7 em giao lưu giá là 6.200.000. Rồi ship tới nhà luôn bà con ơi. Cái này xù ha. Có xù. So sánh, dạ, so sánh. Rồi, ok, đổi luôn em ơi. Rồi, đổi luôn. Đổi cây luôn. Số 8. Rồi, em này là cây số 8 bà con ơi. Thăng lắc ha bà con. Thăng lắc luôn. Mai chơi Tết nha. Chơi Tết, thành phẩm luôn rồi. Cái này mới thành phẩm này ha. Rồi, điều tay luôn anh ơi. Tàn kính nha bà con. Chơi Tết được luôn. Quay ha. Như một cái thông luôn. Đây kính tàn hết đây. Chi cành. Chi cành có đầy đủ hết ha. Đóng đều hết ha. Thân lắc lượng ha. Rồi ok thông số đi anh ơi. Hoành 22. Rồi 22. Cao là 1m9. Rồi, mét 9 luôn. Ngang là 2m. Rồi. Rồi, mã số 8 em giao lưu giá là 2.900.000 ha bà con. Rồi, 2.900.000 bà con ơi. Cây nhỏ em bán theo giá nhỏ ha bà con. Rồi, tùy theo cây á. Tặng nó lớn ha, dạ.
Rồi ok, vậy đổi luôn mấy anh ơi. Rồi, cây này hoành nó 20 mấy, 2 triệu mấy ha bà con. Rồi đổi luôn. Này là số 9 bà con ơi. Cây số 9. Rồi số mấy đây anh Tám ơi? Số 9 ha. Rồi số 9. Cây giảo Hữu Đức. Có cây xù có anh chút đi chút anh chút anh Tám đang quay phim. Rồi cây này là cây số 9 ha. Anh dặn á. Cây số 9, cây số 9. Chơi Tết được luôn anh. Chơi Tết luôn á. Rồi giảo ghiên giảo Thủ Đức bà con ơi. Dàn xương nó đây kẹo hết nha bà con, nhìn quá trời luôn ha. Nút cũng nhiều lắm ha bà con. Đây. Nút dữ lắm ha, nút là vừa chơi lắm ha, nó xương quá chứ kẹo một cốt rồi chưa. Được ok nha bà con. Luôn đó, nút dữ lắm ha, nút về vừa chơi lắm ha bà con. Nút về còn 2 tháng nữa mình lật lá quá cho ok ha. Nút bự quá sợ xương nó hồi hộp rồi ha, cái này vừa lắm á, nút hơi đang lên nút à. Này Tết là lặt ra cái lá, ủa bông nó không nhìn thấy nó kẹo hết đã lắm rồi bà con. Quá rồi. Trời cây này xương dày chân. Rồi lắc nhẹ nhẹ đi anh. Cây này đẹp quá trời đẹp luôn. Xương dày hết nha bà con. Rồi cho thông số này luôn, nó là số 9. Số 9. 9 là số hên ha. 9 nút hàng hoành 26. Rồi 26. Cao là 1m7. Rồi. Ngang khoảng 1m8. Rồi 1m8 luôn. Rồi, số 9 em giao lưu giá là 3.200.000 ha bà con. Rồi, 3.200.000 ship tới nhà luôn bà con ơi. Quá trời luôn à. Rồi ok, đổi cây mấy anh ơi. Rồi cảm ơn luôn. Số 10. Rồi, em này là cây số 10 bà con ơi. Một cây mai giảo ghiên Thủ Đức chơi Tết. Một cây mai giảo ghiên một cốt ha. Một cốt luôn. Bông từ 8-12 cánh ha. Dù này cao ha. Cây này cái dù cao nha bà con. Thằng Thông à. Nguyên luôn á. Đây mua cây về đón em luôn. Kính luôn nha bà con ơi. Rồi, thông số em này luôn anh ơi. Hoành là 23 ha. Rồi 23. Cao khoảng 2m1 ha. Rồi 2m1 luôn. Ngang khoảng 1m7 ha, 1m8 á. Rồi cây này em giao lưu là 3 triệu ha bà con. 3 triệu đồng, cây số 10. Rồi đổi luôn. Cây số 8 à hả? Số 10. Rồi đổi luôn. Rồi cây số 11 bà con ơi. Cây số 11 luôn. 11. Em này là 11 giảo ghiên giảo Thủ Đức nha bà con. Trồng cừ hộp ha bà con. Một cốt ha bà con ơi. Nói chung là nó dàn xương là đều hết ha. Đóng đều dàn xương hết nè bà con. Đó. Chơi tốt được luôn nha bà con. Quá trời đều luôn nè. Đó. Nút là cũng có à, mới lên nút ha bà con. Đó, đây nè, nó nút đó. Đó. Đó thấy không? Nút rồi. Mới lên ở này vừa chơi lắm ha bà con. Ngay luôn ha. Ngay luôn. Một cốt. Toàn kính nha, toàn kính. Rồi, như vậy là thông số luôn đi anh ơi. 11. Hoành 23. Rồi 23. Cao khoảng 2m9 đi. Rồi. Dự hao luôn á. Rồi độ rộng của em luôn. Độ rộng nó khoảng 2m đi. Rồi 2m. Rồi cây số 11 em giao lưu là 2.900.000 ha. Rồi 2.900.000 bà con ơi. Rồi một, ok một cảm ơn nhiều luôn con. Rồi đổi luôn. Rồi cây số mấy đây anh ơi? 12. Rồi cây số 12 mai giảo ghiên Thủ Đức bà con ơi. Trồng từ hạt luôn. Về nói chung là mình chơi tết được luôn đó nha bà con. 12. Rồi cây số 12 bà 12. Con ơi. 12 đi anh Tám ơi. Rồi cây số 12 ha. 12. Một cây thân lắc nữa ha bà con. Em này là 12 luôn. 12. Xương dày hết bà con ơi. Mua về chơi tết được luôn đó nha bà con. Dày mà kẹo hết luôn ha.
Hàng này hàng chết tết ha, về tứ thuốc của em theo hướng dẫn của em mà ok lắm bà con. Đây xương dày hết nha bà con. Có nút rồi chơi tết cho bà con luôn. Vì ăn hai chai thuốc chia làm 4 lần là tứ là chơi ha bà con. Rồi ok chơi tết được luôn. Không cũng lá ha. Rồi cho trong số luôn anh ơi. Hoành là 24. Rồi 24. Cao là 2m. Rồi 2m chiều cao. Rộng. Rộng là 2m luôn. Rồi. Rồi mã số. Số 12 em giao lưu giá là 2.900.000 thôi bà con. Rồi 2.900.000 bà con ơi. Quá rẻ luôn á bà con ơi. Rồi phụ đổi luôn mấy anh ơi. Luôn ha. Rồi đổi luôn. Tiếp theo là cây 13 bà con ơi. Cây số 13 Mai Dảo Phú Đức Dảo Gin chơi tốt. Viết ra chẳng. 13. Mã số 13. Mọi chi tiết chúng ta đều xin liên hệ số điện thoại của anh Tám. 0917 359 719. Dạ. Đúng rồi số Zalo ha bà con. Rồi. Mua về chơi tết nha bà con, nút kẹo hết ha. Quá trời nút luôn. Đây, từ từ đi, từ từ đi. Nút dữ lắm luôn ha bà con. Ở mình ấy ha. Này vừa chơi ha. Đó, dàn xương dày quá ha. Quá trời, một cốt nữa ha bà con. Đúng rồi, lắc nhẹ nhẹ. Dàn xương nó quá trời luôn. Này hơi lắc nhẹ chút xíu, quá trời đẹp luôn. Nguyên tầng thông luôn ha. Nguyên tầng thông luôn. Rồi thông số đi anh ơi. Dạ. Hoành 24. Rồi. Chiều cao đó 2m2. Rồi 2m2 chiều cao. Ở ngang 2m1. Rồi. Rồi mã số 13 em giao lưu giá là 3.100.000 hả bà con. Rồi 3.100.000 bà con ơi. Rồi đổi luôn mấy anh ơi. Phụ đổi luôn, cảm ơn nhiều luôn. Tiếp theo là cả mã số 14 nha bà con. Cái mai Thủ Đức Gin chơi tết. Mọi thắc mắc chúng ta có liên hệ mua cây thì chúng ta gọi cho anh Tám ha bà con. 0917 359 719. Rồi số Zalo ha bà con. Hàng khá lớn bà con ơi. Rồi nhắc lại bà con là mỗi cây em tặng 2 chai thuốc ha bà con. Rồi tặng thuốc luôn nha. 2 chai là về tứ 4 lần ha. Về tứ 4 lần. Rồi. Có tặng phẩm luôn. Đó, nó đây có đế ha anh Hòa. Có quay đây mới đế đó. Tại vì mình mấy mai là có đế nhưng mà không dám môi lên ha. Rồi. Sợ nó yếu ha bà con. Rồi nhẹ tay đi anh ơi. Bứng về để luôn ha. Mới mốt qua tết là bà con muốn môi lại chậm lại ok ha. Rồi khá là ok. Đây nằm có đế hết nè. Xương dày hết rồi đo đi anh ơi. 14. Hoành là 25. Rồi 25 bà con ơi. Cao là 2m. Rồi. Bằng ngang nó khoảng 2m luôn đi. Rồi 2m luôn. Rồi cây số 14 em giao lưu là 3.200.000 ha bà con. Rồi 3.200.000 ship tới nhà luôn. Đẹp luôn ha bà con. Rồi đổi luôn mấy anh ơi. Cảm ơn nhiều luôn, đổi luôn. Tiếp theo là chương trình phôi nha bà con. Phôi. Phôi. Đây 15 mà một cây phôi ha bà con, cây xù ha. Có cây nhất ha. Khá vip luôn. Xù ha bà con. Đây người ta 8 chỉ ha. Chảy ha. Đó đây nó chảy về xuống ha. Đó đây có nè ha. Cục ha, này xù chảy ha. Rồi nhẹ nhẹ tay đi anh, lắc nhẹ tay đi. Đó, nghe tay luôn. Khá nhiều ha. Này khoảng đế có ha, cũ nở. Cũ 32. Quá trời. Rồi, thông số của em này luôn anh ơi, thông số luôn. Quanh nó 30 ha bà con. Rồi 30 luôn. Rồi 30. Củ đế ngay đây. Củ đế luôn. Đế là 75 ha con. Rồi 75 bà con ơi. 75. Cái nôm của nó lên ha. Nôm nó lên là 23, 25 ha bà con. Rồi 25 luôn. Chiều cao đó là 55. Gót ngọn quá trời nhỏ luôn nè. Gót ngọn 12 ha bà con. Rồi. Rồi. Một cây 15 em giao lưu giá là 3.200.000 ha bà con. Rồi 3.200.000. Đặc biệt có xù.
đế đều quá luôn. Trời luôn, bộ đế hỏi hỏi che quay ra biết rồi. Cụ đặt luôn đó. Rồi ok anh. Ừ, rồi số 15. Rồi số 15 là số cuối clip ha bà con. Rồi. Rồi xin cài bà con. Dạ. Mong bà con ủng hộ giùm em ha. Rồi vậy là tạm biệt hẹp lại anh. Rồi rồi rồi. Rồi bãi kiển cho anh Tám Sơn Động nha bà con. Chúng ta liên hệ anh Tám lựa những cây mai ưng ý để giao lưu. Rồi, cảm ơn rất nhiều. Có mai nở vô. Ủa anh Tám có mai nở đâu bạn đó. Mai giả Thủ Đức là vậy đó. Anh Tám mê lắm. Mai giả Thủ Đức nha. Anh Tám mê mà Thủ Đức bông đẹp vậy không á? Đó. Rồi liên hệ với anh Tám nha bà con. Rồi cảm ơn và hẹn gặp lại luôn. Cảm ơn.